Nam Mô A Di Đà Phật Phật Thuyết Đại Thừa Vô Đường Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Tập 111 Người Giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không Mời Mở Quyển Kinh Khoa Hội Thứ 18 Hàng Thứ Nhất Xem thần túc thông nguyện Ư nhất niệm khoảnh Bất năng siêu quá ức na do tha Bách thiên Phật sát Châu biến tuần lịch Cúng dường chư Phật giả Bất thụ chánh giác Đây là nguyện thứ 11 Biến cúng chư phật nguyện một nguyện phía trước chúng ta đã đọc qua là thần túc thông nguyện đây là chân thật được đại tự tại sau khi được tự tại nhất định phải biết tu học tích lũy công đức đại đức xưa thường hay khuyên dạy chúng ta lũy công đức hai sự việc này duyên rất thù thắng không thể hơn cúng dường chư phật có loại năng lực này mới có thể biến cúng chư phật trong cái đoạn kinh văn này, châu biến tuần lịch cúng dường. Châu biến tuần lịch là thần Túc Thông. Cúng dường mới là nguyện thứ 11, biến cúng chư Phật nguyện. Cho nên trong câu này nó có hai ý nghĩa. Chúng ta phải phân ra để đọc. Châu biến tuần lịch hoặc châu biến cúng dường đây là hai ý nghĩa có được loại năng lực này mới có thể ở trong thời gian rất ngắn nhất niệm khoảnh không cần phải phí rất nhiều thời gian nhất niệm khoảnh rốt cuộc là thời gian dài bao lâu vậy Trong chú giải của người xưa nói với chúng ta Cái chữ niệm Chính là sát na Tiếng phạn sát na Trung văn chúng ta dịch là Niệm, dịch là một niệm Một niệm chính là một sát na Một sát na lại là thời gian bao lâu? Trong sách xưa có nói Một khải móng tay Có sáu mươi sát na Các vị tưởng tượng xem Đây là một khải móng tay Một phần sáu mươi của một khải móng tay Gọi là một niệm Có thể thấy được Cái thời gian này Thời gian rất là ngắn Một khẩy móng tay chúng ta Không đến một giây một giây chúng ta liên tục khải nhanh Đại khái một giây Có thể khải đến bốn lần Một phần tư của một giây Là sáu mươi sát na Sáu mươi sát na Cái thời gian này là tương đối rất ngắn họ liền có cái năng lực siêu quá ức Na do tha bách thiên phật xác chúng ta phải tỉ mỉ bình lặng mà tư duy loại tốc độ năng lực này đích thực là không thể nghĩ bàn gần như là khởi tâm động niệm liền châu biến mười phương ba đời tất cả cõi nước chư phật chúng ta thử nghĩ xem việc này loại người nào có thể làm đến được ở trên kinh phật nói với chúng ta đây là cảnh giới của pháp thân đại sĩ. Phật Bồ Tát trong 10 pháp giới đều không có được cái năng lực này. Các ngài cũng có năng lực tham phỏng các cõi nước chư Phật, thế nhưng phạm vi không rộng lớn đến như vậy. Cõi Phật không nhiều đến như vậy hơn nữa thời gian còn rất dài không thể nào ở trong khoảng một niệm liền châu biến mười phương cõi nước chư phật đây là bồ tát kiến tánh mới có thể làm được chúng ta thường gọi là pháp thân đại sĩ vì sao nói pháp thân đại sĩ có thể làm được chứng được pháp thân thanh tịnh khởi tâm động niệm tương ưng với pháp tánh pháp tánh không chướng ngại trên kinh hoa nghiêm chúng ta đọc thấy lý sự vô ngại sự sự vô ngại họ làm được do đây có thể biết trên kinh cùng với chúng ta nói là sở hữu chúng sanh sanh ngã quốc giả câu nói này bao gồm chúng ta trong đó lần trước tôi đã đặc biệt nói rõ với các vị chúng ta làm thế nào ở ngay trong cuộc sống thường ngày mới có thể quyết định được sanh tịnh độ quyết định phải giảng sanh sanh đến thế giới tây phương cực lạc phẩm vị đích thực có cao thấp hôm nay chúng ta đi giảng sanh đương nhiên là đới nghiệp giảng sanh đới nghiệp giảng sanh sanh cõi phạm thánh đồng cư hoàn cảnh mà ngày nay Chúng ta cư ngụ Là cõi phàm thánh đồng cư Thế giới ta bà của Thích Ca Mâu Ni Phật Đến thế giới cực lạc Cũng là cõi phàm thánh đồng cư Thế nhưng Cõi phàm thánh đồng cư Của thế giới Tây Phương Cùng cõi phàm thánh đồng cư Của thế giới chư Phật Mười Phương Khác biệt nhau rất lớn cõi phàm thánh đồng cư thế gian chúng ta ai có loại năng lực này không có được cái năng lực châu biến tuần lịch càng không nói đến châu biến cúng dường trong cõi phàm thánh đồng cư chúng ta Có thánh giả tiểu thừa Ở trong cái thế gian này Cũng có Bồ Tát Đại Thừa Ở trong thế gian này Cho nên các vị đồng tu chúng ta phải biết Trong lòng phải có dự tính Ở Trung Quốc Bồ Tát Văn Thù ở Ngũ Đại Sơn Sự việc này là thật, không phải là giả. Trong lịch sử của Trung Quốc, có rất nhiều đại đức có duyên thường hay được gặp. Thường hay được gặp. Cự ly rất gần với chúng ta. Lão Hòa Thượng Hư Dân bái ngũ đại được Bồ Tát Văn Thù giúp rất nhiều lần. Bồ Tát chân thật ở nơi đó. Bồ Tát Phổ Hiền ở Nga Mi Sơn. Bồ Tát Địa Tạng ở Củ Hoa Sơn. Bồ Tát Địa Tạng cũng hiển thánh ngày trước tôi có một lão hiệu trưởng phu nhân của ông đích thân thấy được bồ tát địa tạng vào lúc đó nhà của họ ở nam kinh bồ tát địa tạng đến nhà của họ hóa duyên hóa năm cân dầu thơm và lúc đó phu nhân hiệu trưởng chúng tôi sư mẫu không tin phật không cúng cho ngài vì sao hối hận không kịp Bồ Tát Quan Thế Âm ở núi Phổ Đà. Gần đây, khi khai quang tượng Bồ Tát Quán Thế Âm ở núi Phổ Đà, Singapore, hội trưởng chúng ta dẫn một đoàn đi tham dự. Chính mắt xem thấy Bồ Tát Quan Âm thị hiện ở không trung ông trở lại nói với chúng tôi ông nói ngày hôm đó xem thấy trên trời dường như có một cái cửa mở ra sau đó xuất hiện bốn đó hoa sen tiếp theo xem thấy tứ đại thiên dương sau đó bồ tát quan thế âm xuất hiện lúc đó có đến mấy vạn người đều xem thấy Việc này không phải giả Nghe nói còn có người ghi hình Hiện tại Người phương Tây có rất nhiều dự ngôn nói Tương lai ở nơi đây đều sẽ chìm trong biển lớn Sau khi chìm vào trong biển lớn Chúng ta liền hỏi Bồ Tát Quan Âm Ngài ở nơi nào Bồ Tát Địa Tạng ở nơi đâu đã là nơi chư phật bồ tát ở quyết định có thiên long hộ pháp ủng hộ cho nên người học phật chúng ta có lòng tin tai nạn là khẳng định có tránh khỏi tai nạn không phải không có phương pháp Chúng ta đi theo giới Phật Bồ Tát Thì sẽ không có tai nạn Trái ngược với Phật Bồ Tát E rằng liền có tai nạn Người phương Tây họ cũng có cách nói này Người tín ngưỡng Thượng Đế Có thể may mắn thoát khỏi tai nạn Người không tín ngưỡng Thượng Đế Đều phải bị trừng phạt cho nên họ nói trừng phạt là có điều kiện, điều kiện là hỏi bạn có tin hay không. Chúng ta nghe những lời đói này rồi, có phải đổi đi tin Kitô hay không? Ý nghĩa hàm chứa trong những lời đói này đều rất sâu. nếu bạn hiểu được ý nghĩa của đó, các vị khai kinh kệ chẳng phải nói rõ rồi sao? Nguyện giải như lai chân thật nghĩa. Những tín đồ tôn giáo đó, chúng ta cũng phải nói với họ, nguyện giải thượng đế chân thật nghĩa. Nếu bạn hiểu sai đi ý của thượng đế, bạn tuy là tin ngài, vẫn là không thể tránh khỏi trừng phạt. Đến lúc đó, bạn không thể trách tội thượng đế. Thượng đế nói, lời của ta nói không sai, ngươi đã hiểu sai đi ý nghĩa của ta rồi. Tin thượng đế cùng tin Phật Bồ Tát, chữ tin đó là một ý nghĩa. Chúng ta tin Phật Bồ Tát là tin theo giáo huấn của Phật Bồ Tát y giáo phụng hành đó mới gọi là tin trong tôn giáo cũng là cái đạo lý này bạn phải tin tưởng thượng đế trong những đạo lý mà tôn giáo đã nói những phương pháp tu học đã nói bạn phải tường tận bạn phải thông đạt bạn phải y giáo phụng hành đó mới gọi là tin thượng đế cho nên chỗ này không thể hiểu lầm không nên cho rằng ta tin thượng đế thì có bùa hộ thân bất cứ tội nghiệp gì đều có thể tạo không hề gì tương lai tội mà ta đã tạo thượng đế đều có thể gánh vác thay ta hết thì ta có thể không gánh lấy quả báo đây là hiểu lầm đây là hiểu sai đây là nhục mạ thượng đế nếu như thượng đế quả nhiên là có thể làm được như vậy vậy thì chẳng phải biến thành đầu mục của xã hội đen rồi hay sao bao che cho tội ác rồi hay sao chỗ này còn có gì tốt để đi chứ trong sách xưa đã nói rất nhiều trong phật kinh cũng đã nói rất nhiều bạn thấy trong phật kinh tán thán thượng đế thượng đế là cái tâm gì vậy từ bi hỷ xã thập thiện nghiệp đạo từ bi hỷ xã đây là điều kiện để sanh thiên chúng ta hiểu được cái đạo lý này Y theo những cương lĩnh này mà tu học Chúng ta thật tin vào Thượng Đế Ai dám nói không tin Trong điển tích xưa của chúng ta thường hay nói Thiên tâm vô tư Thông minh, chánh trực Thì gọi là thần Ở nhân gian, thông minh, chánh trực thông minh là rõ lý chánh trực là đại công vô tư ngay trong xã hội thường gọi là tánh tình trung nhân tánh tình là cái gì tánh tình là yêu người là từ bi tánh tình đó là tình yêu thương người là vĩnh viễn không hề thay đổi mới gọi là tánh nhân tình thế gian chúng ta Thường hay thay đổi Đó không phải là tánh tình Đó gọi là mê tình Rất là không ổn định Kiến dị tư khiên Hư tình giả ý Vậy thì chỗ nào là thật Tánh tình là chân thật Không hề giả Cho nên phải thể niệm Thượng Thiên Hiếu sanh chi đức Tâm nguyện của Thượng Đế Mỗi niệm chăm sóc Tất cả chúng sanh Không phải vì chính mình Chúng ta có thể có loại nhận biết này Có cái tường tận này Chăm chỉ nỗ lực mà phụng hành cái tai nạn này liền có thể hóa giải liền có kỳ tích không thể nghĩ bàn xuất hiện sự việc này ai đi làm vậy phải chính ngay bản thân của chính chúng ta đi làm không thể đương vào người khác nương vào người khác thì không đáng tin Dạng nhất họ là làm giả Tương lai họ đọa lạc Không phải chúng ta cùng nhau đọa lạc hay sao Chúng ta chính mình phải thật làm Chúng ta làm thật Thật có cảm ứng Những người đó còn nhờ vào cái lực của chúng ta Cho nên chúng ta phải nên biết Trong cõi phàm thánh đồng cư Có rất nhiều Phật Bồ Tát thánh hiền nhân đều ở ngay trong đó chúng ta đi theo họ thì đúng không sai giáo huấn trên kinh vô lượng thọ chính là đi theo chư phật bồ tát vậy thì đi bằng cách nào trong nguyện văn này đã nói người giảng sanh thế giới tây phương cực lạc được quay thần bổn nguyện của a di đà phật gia trì có loại năng lực này hiện tại chúng ta phải làm như thế nào chúng ta đem phạm Y rút nhỏ lại Vũ trụ lớn rút thành vũ trụ nhỏ. Chúng ta ở trong vũ trụ nhỏ, thiết thực mà đi làm. Ước đà do tha, bách thiên Phật sát. Chúng ta đem nó thu nhỏ lại, xem thấy. Mỗi một quốc gia, trên địa cầu mỗi một khu vực mỗi một nơi chốn chúng ta đem nó thu nhỏ lại tất cả chư phật là vô số chúng sanh ở trong những khu vực này cách tu này thì không sai tu học này xin nói với các vị bạn quyết định được sanh tịnh độ từ trên nguyên lý nguyên tắc mà nói nếu chúng ta muốn làm phật làm bồ tát nhất định phải phước huệ sông tu thành Phật Phật gọi là Nhị Túc Tôn Mà không nên quên đi Khi bạn quy y đọc câu phát nguyện Quy y Phật Nhị Túc Tôn Nhị Chính là trí tuệ phước đức hai loại Túc là viên mãn Ở ngay trong Những người phước đức Trí tuệ viên mãn phật là tôn quý nhất bởi vì phật được là cứu cánh viên mãn thế nhưng nếu bạn muốn phước huệ viên mãn bạn phải cúng dường nhiều phật bạn mới có thể được phước huệ viên mãn nếu bạn muốn cúng dường nhiều phật trước tiên chính mình cần phải có thần thông bạn mới có thể làm đến được hiện tại thần thông của chúng ta thông chưa thông rồi làm thế nào thông? Về trước khởi tâm động niệm tự tư tự lợi thì không thông, thì chưa thông. Hiện tại tương tận rồi chuyển đổi ý niệm lại khởi tâm động niệm vì tất cả chúng sanh chẳng phải đã thông rồi sao? Tất cả chúng sanh chính là chư Phật như lai. bắt đầu từ hôm nay chúng ta liền học theo tôn giả a tôn giả phát nguyện trong hội lăng nghiêm nguyện thử thân tâm phụng trần xác phụng là phụng sự cúng dường đem thân tâm của chúng ta thừa sự cúng dường chư Phật Như Lai. Chư Phật Như Lai chính là tất cả chúng sanh. Ngày nay chúng ta quay đầu 180 độ. Biết được tất cả chúng sanh chính là báo thân của chư Phật Như Lai. Nơi đây chính là báo độ của chư Phật Như Lai. Người chân thật phát tâm tu hành Ta là một Ngoài chính ta ra Đều là Pháp thân pháp độ Pháp tánh thân pháp tánh độ Vì người nước ngoài nào Người ngày nay nói tai nạn Thấy đều không có các vị có tin hay không? Có lẽ các vị không tin Tôi thì khẳng định 100% Một chút hoài nghi cũng không có Tôi ngay trong lúc giảng dạy Thường hay khuyên bảo mọi người Phải làm một sự thay đổi đến 180 độ bạn không chuyển được là bởi vì bạn chưa hiểu rõ được chân tướng sự thật trong kinh điển phật nói với chúng ta hư không pháp giới tất cả chúng sanh từ do đâu mà sanh ra trên kinh hoa nghiêm nói duy tâm sở hiện hiện ra cái tâm gì vậy chân tâm chân tâm chính là bổn tánh tâm tánh chính là như lai tâm tánh hiện ra chính là như lai sở hiện như lai sở hiện vì sao không phải là chư phật tâm tánh là một thể tâm tánh không hai cho nên trên kinh đại thừa mới nói mười phương ba đời chư phật cùng đồng một pháp thân. Hư không pháp giới cùng đồng một pháp tánh biến hiện ra. Cho nên mới nói sanh Phật không hai, chúng sanh bình đẳng với Phật, không có gì khác biệt. Những lời nói này đều ở trong kinh luận. Thế Tôn nói qua Thiên biến dạng biến. Chẳng qua là vậy chúng ta. Nhớ sâu, nhớ kỹ. Ở ngay trong tất cả cảnh duyên, Đề khởi được công phu quán chiếu. Cái quán chiếu này, Chính là, Đề khởi cách nhìn của bạn chính xác. sau đó tri kiến của chúng ta cũng giống với chư phật bồ tát như lai phật tri phật kiến các vị nghe nói tai nạn này sợ không thể tránh khỏi tôi nói với mọi người nơi nào có tai nạn tôi sẽ đi đến nơi đó Thang chốt ở chỗ nào Thang chốt ở ngay ý niệm chuyển đổi lại là quan trọng không chuyển đổi được Nơi đó an toàn hơn Bạn cũng không được an toàn Bạn không thể tránh được kiếp giận Chân thật chuyển đổi được Nơi nguy hiểm nhất bạn cũng an toàn Bạn không bị gì Nếu như ngay cái đạo lý này Loại tính tâm này cũng không có Bạn niệm Phật trống rỗng kinh cũng nghe xuông nhất định phải hiểu cái đạo lý này cho nên đại tai nạn này đối với người tu hành chúng ta mà nói là tăng thượng duyên rất tốt chúng ta không gặp cái tai nạn này sẽ không khởi lên tâm cảnh giác gặp tai nạn này biết được không chuyển đổi thì không được không chuyển thì mất mạng bạn phải mau chuyển, khi vừa chuyển thì thành Phật rồi. Siêu phàm nhập thánh. Cho nên là tăng thượng duyên rất tốt. Chúng ta phải hiểu rõ được cái đạo lý này, châu biến tuần lịch, cúng dường chư Phật, chính ngay trước mắt chúng ta. Chúng ta nhất định phải đem tất cả chúng sanh xem thành chư Phật như lai. Tôi khuyên bảo mọi người, chúng ta phải dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi. Phải dưỡng cái tâm này. từ trong cái tâm này mà sanh ra tâm thuần thiện đối đãi với người với vật phải dùng cái tâm thuần thiện không có một chút ác ý nào tâm thuần thiện phải dùng thuần là cái tâm yêu thương thương yêu tất cả chúng sanh thuần là cái tâm không có điều kiện vô tư vì tất cả chúng sanh phục vụ các vị phát cái tâm này bạn liền phát khởi tâm đại bồ đề chân thật bạn cùng với chư Phật Như Lai. Bạn cùng với thượng đế thiên thần. Giữ tâm hành sự không có thứ nào khác. Thì bạn mới gọi là thật tinh thần, tinh thượng đế, tinh Phật Bồ Tát. Bạn không thể chuyển đổi lại ý niệm, cái tin đó của bạn là giả tin, không phải là thật. Giả tin không ít gì, không hữu dụng. Thật tin thì không cần những hình thức này. Chư Phật, Bồ Tát, Thiên Thần, Thượng Đế đều bảo hộ bạn, đều chăm sóc bạn. Vì sao vậy? Vì bạn đồng tâm, đồng nguyện với họ, đồng đức, đồng hành. Cho nên hiện tại chúng ta ở thế gian Chính ngay hiện tiền Cúng dường Ước na do tha Bách thiên chư Phật Chúng ta cũng có thể làm được đọc kinh phải chú ý vào chỗ này thì chúng ta có thể chân thật có được thọ dụng lý như vậy sự như vậy viên mãn tương ưng với cảnh giới hoa nghiêm cái đạo lý này nhất định phải hiểu phải ở ngay trong một niềm phải chuyển đổi lại rất nhiều đồng tu thường hay tiếp xúc với tôi thường hay nghe tôi giảng tôi đã nói qua nhiều rồi tại vì sao cảnh giới hiện tiền vẫn là không thể chuyển đổi bạn chưa thâm nhập nghe tuy là nhiều bạn thấu hiểu chưa được thấu triệt cái bạn nghe chỉ là bề ngoài chỉ là lớp mặt không có khế nhập chút nào cho nên cảnh giới hiện tiền chính mình vẫn là không làm được chủ phiền não tập khí vẫn cứ khởi hiện hành phải làm thế nào công phu mới có thể có lực đây là khoa đề quan trọng nhất hiện tại của chúng ta công phu đắc lực chúng ta liền được cứu công phu không có lực không thể cứu tôi nói những thứ này mọi người nghe một lần hai lần không đủ nếu như bạn vẫn không thể làm được vậy thì bạn nhất định phải nghe nhiều hiện tại có băng ghi âm băng ghi hình mỗi ngày bạn nghe hai mươi lần ba mươi lần năm mươi lần không nhiều vì sao vậy không khế nhập làm sao biết được không khế nhập làm đến được thì khế nhập đọc kinh nghe giảng giúp bạn nhìn thấu nhìn thấu chính là hiểu rõ những chân tướng sự thật này chân tướng sự thật gì bao gồm tất cả chúng sanh là chư phật như lai bạn có biết hay không nếu bạn không hiểu rõ thì bạn phải nghe nhiều chân thật hiểu rõ rồi thì bạn sẽ triệt để buông bỏ buông bỏ cái gì buông bỏ thành kiến của bạn buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước của bạn bạn thấy đều buông bỏ hết Trong đây Cái chướng ngại lớn nhất Tôi cũng thường nói Ái dục của bạn không thể buông bỏ Sở thích của bạn không thể buông bỏ Đây chính là Vì sao khởi tâm đồng niệm Tự tư tự lợi Gốc của tự tư tự lợi chính ngay chỗ này bạn phải nhổ đi cái gốc này bạn mới được cứu gốc không nhổ đi thì công phu làm sao có thể có lực chúng ta biết được tâm chân thành tốt tâm của chính mình thì không thật không làm được khởi tâm động niệm vẫn là nghĩ cho chính mình. Đây là cõi gốc của chướng ngại. Chúng ta có muốn giảng sanh hay không? Rất muốn giảng sanh. Giảng sanh cái thế gian này có thứ gì có thể mang đi? Không mang theo được bất cứ thứ gì. Vì sao bạn vẫn còn muốn tham đắm Buông bỏ mọi thứ Không nhiễm một trần Bạn mới có thể được đại tự tại Có một chút nào dướng bận Có chút nào không thể buông bỏ Tích lũy vô cùng thì bạn không thể giảng sanh thì bạn không thể thành tựu. Không chỉ hành môn không có lực, giải môn cũng không thể làm được. Cho nên nhất định phải đem ý niệm tự tư tự lợi xả bỏ. Xả bằng cách nào? Khởi tâm động niệm nghĩ lợi ích của tất cả chúng sanh làm thế nào làm lợi ích cho tất cả chúng sanh nhất định phải tường tận học phật bồ tát phật bồ tát là vì tất cả chúng sanh sống ở thế gian không vì chính mình Ta ăn cơm là vì chúng sanh. Mặc áo cũng là vì chúng sanh. Không có thứ nào mà không vì chúng sanh. Vì sao nói mặc áo ăn cơm là vì chúng sanh? Mặc áo ăn cơm thân này là công cụ phục vụ chúng sanh. Trước tiên phải bảo dưỡng cái công cụ này cho tốt. Cái công cụ này là thừa sự cho tất cả chúng sanh. Tuyệt đối không có một niệm gì chính mình mỗi niệm vì chúng sanh. mỗi việc làm đều vì chúng sanh đó chính là tuần lịch cúng dường chư phật sự việc này phải thực tiễn thế nào đây là đại học vấn đại sự nghiệp làm thế nào thực tiễn làm thế nào mới chân thật thừa sự cúng dường. Các vị nghe đến cúng dường, đem những tiền tài, hương hoa, tràng phan bảo cái, mang những tài vật cúng dường thì sai. Đây là hình thức không phải thật chất. Cúng dường thật chất. Bồ Tát Phổ Hiền nói rất rõ ràng với chúng ta như giáo tu hành cúng dường cho nên bạn hiểu được câu nói như giáo tu hành bạn mới có thể chân thật làm được châu biến cúng dường cúng dường tất cả chư phật cúng dường tất cả chúng sanh chúng sanh chính là chư phật phật ở trên kinh dạy chúng ta cái gì những việc dạy thì quá nhiều quy nạp lại tổng cương lĩnh chỉ có ba điều giới định huệ tam học giới là dạy chúng ta đoạn ác tu thiện Chư ác mạc tác chúng thiện phụng hành Những gì là ác Sát đạo dâm là ác Giọng ngữ hai lưỡi Ác khẩu theo dệt là ác Tham sân si là ác những gì là thiện Trái ngược lại là thiện Không sát sanh, không trộm cắp không tà dâm, không giọng ngữ Không hai lưỡi Không ác khẩu, không theo dệt Không tham, không sân, không si Đây là mười thiện Đoạn ác tu thiện chúng ta có nỗ lực làm hay không chăm chỉ đi làm chính là như giáo tu hành cho nên giới học phật dạy bảo chúng ta bắt tay vào từ năm giới mười thiện năm giới mười thiện Đều trái phạm Vậy thì còn học Phật cái gì? Hoàn toàn không tương ưng Cái tin đó là giả tin Không phải là thật tin Thật tin thì có lý đạo mà không làm chứ Tốt, ta thật tin Thật tin cũng làm không được Làm không được do nguyên nhân gì? Vừa rồi mới nói tự tư tự lợi Không thể buông xả Ái dục ưa thích của bạn không xả bỏ cho nên bạn không làm được bạn biết được đây là việc tốt phải nên làm vẫn là không làm được khi cảnh giới hiện tiền vẫn là sẽ trái phạm nhất định phải tìm cho ra nguyên nhân không làm được trừ bỏ đi cái nguyên nhân này thì chẳng phải bạn làm được rồi sao không làm được khổ làm được mới thật là an vui định huệ là dạy chúng ta phá mê khai ngộ bạn thấy bạn có định thì liền có thần thông những việc này có thể nhìn thấy người quá khứ dị lai có loại công năng đặc dị công năng đặc dị từ đâu mà có do thiền định mà có công phu của định càng sâu cái thấy của bạn càng rộng Thời gian thấy càng dài Cho nên bạn có thể thấy quá khứ dị lai Bạn có thể thấy cõi này phương khác Chúng ta nghe được rất nhiều nhà tiên đoán Họ nhìn thấy được xem thấy sự việc của hai ngàn năm sau Xem thấy các khu vực của thế giới phương khác Họ dựa vào cái gì có thể xem thấy nhờ sức định họ nhìn thấy được chỉ thấy được đương nhiên không biết được sở dĩ nhiên cho nên cho rằng cái tai nạn này là thượng đế trừng phạt thế nhân thế nhân làm ác quá nhiều thượng đế nổi giận trừng phạt đây là cách nhìn của họ đây chính là chỉ biết đương nhiên của nó mà không biết sở dĩ nhiên trong đình của họ không có huệ nếu như từ đình tai huệ họ liền biết việc này không phải là thượng đế trừng phạt do nguyên nhân gì là nghiệp lực chiêu cảm sự việc chính là như vậy Tâm Thượng Đế vĩnh viễn là từ bi, vĩnh viễn là yêu người. Người phạm phải lỗi lầm, làm sao có thể nhẫn tâm dùng cái thủ đoạn này để đối đãi với những chúng sanh đó. Cho nên tôi nghĩ Thượng Đế tuyệt đối sẽ không làm những việc này. thượng đế cũng tuyệt đối sẽ không nổi giận vì sao vậy ông tu từ bi khỉ xã làm sao ông có thể nổi giận nổi giận thì khởi lên cái tâm sân hận đó đó là phàm phu đó không phải là thánh nhân chúng ta đọc qua trong phật kinh trời dục giới vẫn còn sân hận trời sắc giới từ sơ thiền trở lên thì không còn sân hận đại phạm thiên dương ma hê thủ la thiên dương đây đều là vô trời sắc giới tâm địa của họ nhân từ chúng sanh tạo ác tự nhiên phải bị đọa lạc ba đường chịu quả báo quả báo ba đường cũng là nghiệp lực chiêu cảm tuyệt đối không phải thượng đế an bài thượng đế tạo ra về trước khi tôi giảng kinh cùng nói qua với các vị lão nhạc phụ của lão cư sĩ chu kính vũ tiên sinh trương thái diêm làm phán quan cho đông nhạc ông liền cảm thấy trong địa ngục hình phạt cột đồng quá tàn nhẫn thỉnh cầu đông nhạc đại đế bỏ đi cái hình phạt này đông nhạc đại đế phái hai quỷ nhỏ dẫn ông đến hình trường để tham quan hai quỷ nhỏ dẫn ông đi chỉ cho ông hiện trường ngay chỗ này ông không nhìn thấy ông mới bỗng nhiên hiểu ra đây là nghiệp lực chính mình biến hiện cũng không phải là hình phạt của đông nhạc đại đế làm ra không cần nói là lòng trời nhân từ tâm của những quỷ dương trong cõi quỷ cũng nhân từ căn bản là không có bày ra những thứ trừng phạt này trừng phạt đó là do ác nghiệp của chính mình nghiệp lực biến hiện ra những hình cụ này bạn ở nơi đó thọ tội bạn làm sao có thể trách người trương thái diêm vào lúc này mới bỗng nhiên hiểu ra thì ra đều là tự làm tự chịu Cho nên nhất định phải hiểu rõ chánh lý Chánh lý là tự làm tự chịu Chúng ta chính mình không bằng lòng chịu cái hình phạt này Vì thì bạn không nên tạo ra ác nghiệp Bạn muốn hưởng thụ Thanh tịnh diệu lạc Của chư Phật Bồ Tát Thì bạn y theo giáo huấn của Phật Bồ Tát mà làm Bạn nhất định sẽ đạt được Cho nên nhất định phải đem chúng sanh đều xem thành chư Phật như lai để cúng dường. Ta dùng tâm tốt đối với họ, họ dùng tâm ác đối với ta, họ nói ta khéo lừa dối. Ta là một kẻ ngốc, đầu óc có vấn đề. Thường hay nhục mạ ta, lừa dối ta thì phải làm sao? Chúng ta có cần quay lại đối phó với họ hay không? hay là vẫn tiếp tục làm kẻ khờ tiếp tục để người khác lừa gạt học phật phải học giống như phật giống như bồ tát khờ tuy là khờ khờ có trí tuệ cao độ người khờ vẫn là có phước khờ có trí tuệ có phước khờ người khác xem thấy cũng sẽ tôn kính bạn tỉ mỉ mà xem qua như khờ lại không khờ nhất định phải làm được giống giống cái gì phải làm giống như phật bồ tát phật bồ tát là người tốt của thế gian ta phải làm tấm gương cho người Chư Phật Như Lai thì hiện ở thế gian Đều không thể làm cho tất cả chúng sanh vừa lòng Ở vào cái thế gian hiện tại này của chúng ta Người tán tháng thích ca mâu ni Phật có Ngưỡng mộ thích ca mâu ni Phật cũng có Thế nhưng người quỷ bán thích ca mâu ni Phật cũng không ít người muốn tiêu diệt phật pháp loại người này cũng có cho nên làm sao có thể vừa được lòng người đã không thể vừa được hết lòng người trong lòng chúng ta liền hiểu rõ không luận chúng ta làm được tốt thế nào người hiểu lầm vẫn là có người đố kỵ vẫn có Người tổn hại cũng có Thế nhưng vẫn là dùng một mảng tâm chân thành Một mảng từ bi Để đối với những người này Phải đem những người này Đều xem thành chư Phật Bồ Tát Đều xem thành bạn lành Họ đến để tiêu nghiệp cho chúng ta Người tán tháng ta, Trong lòng ta phải rõ ràng, Phải tường tận, Không thể sanh tâm hoang hỷ. Tâm hoang hỷ cũng là phiền não. Ở chỗ này học, Thanh tịnh bình đẳng giác. Người hủy bán, Nhục bạ, Hạm hại ta, Ta ở ngay trong đó, Cũng phải tu thanh tịnh bình đẳng giác. Chúng ta là dùng một mảng chân thành Một mảng thiện ý Một mảng yêu thương Vô tư vì đại chúng phục vụ Đây là chúng ta chân thật chuyển đổi lại Bình đẳng giác kinh Tập 112 Người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không chân thật chuyển đổi lại. Vì thì bạn chân thật là người học Phật, bạn không phải là giả học Phật. Đích thực, bạn là Phật tâm, Phật nguyện, đức của Phật, hạnh của Phật. Cho nên, ngay trong mỗi niệm, phải nghĩ đến Phật, Thầy của trời người. Ngày nay chúng ta tổng đề mục ở ngay chỗ này. Học di nhân sư, hành di thế phạm. Chúng ta học cái này. Đây chính là Phật Bồ Tát. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, có thể vì xã hội làm ra tấm gương tốt hay không? Có phải là một tấm gương tốt nhất hay không? lý sự trong chỗ này đều rất là sâu chúng ta chính mình phải nên biết chính mình phải chịu nỗ lực chịu làm biết được chính mình phải nên làm bằng cách nào tốt rồi cái chương này chúng ta chỉ giảng đến đây thôi mời xem tiếp chương sau Chương thứ sáu Có một nguyện Nguyện thứ mười hai Ngã tác Phật thời Sở hữu chúng sanh Sanh ngã quốc giả Diễn ly phân biệt Chia căng tịch tịnh Nhược bất quyết định Thành đặng chánh giác Chứng đại niết bàn giả Bất thụ chánh giác Khi xưa Tôi đã giới thiệu qua cái nguyện này đã từng nói qua. Đây chính là chứng thư của a di đà Phật cho người niệm Phật chúng ta. Cái đoạn này là bảo đảm bạn thành Phật. Bạn thấy pháp môn này thù thắng cỡ nào? Thật không thể nghĩ bàn. Định thành chánh giác Chúng ta không thể thành được chánh giác Thực tế mà nói Chính là không thể buông xả dòng tưởng Phân biệt chấp trước Chỗ này Ngài nói với chúng ta Diễn ly phân biệt chư căn tịch tình Đây là được a di đà Phật bổn nguyện gia trì cho nên thành tựu được dễ dàng hiện tại chúng ta vẫn chưa được giảng sanh thế nhưng ngày nay chúng ta đọc kinh này phát nguyện y theo phương pháp lý luận của kinh điển này mà tu học thử hỏi xem chúng ta có được phật gia trì hay không có được phật chân thật gia trì cho chúng ta đại thế chí bồ tát trong viên thông chương Dạy cho chúng ta phương pháp niệm Phật Gom nhiếp sáu căn Tịnh niệm liên tục Chư căn tịch tịnh Chính là gom nhiếp sáu căn Diễn ly phân biệt Chính là tịnh niệm liên tục Phật Bồ Tát đem cái diệu pháp này Truyền cho chúng ta thế nhưng chúng ta không tiếp nhận, không chịu thừa nhận. người thường căng, người có duyên sau khi nghe rồi, lập tức liền tiếp nhận, lập tức liền thừa nhận. không nên nói đợi đến thế giới Tây Phương cực lạc rồi mới diễn ly phân biệt. Hiện tại phải ly. Các tăng tịch tịnh không chỉ phân biệt ly rồi, dòng tưởng cũng ly, chấp trước cũng ly. Dòng tưởng phân biệt chấp trước, chúng ta ở ngay trong phân biệt. Phân biệt vừa ly, thì thầy đều ly hết việc này rất có đạo lý nếu như chúng ta có thể lìa khỏi tất cả tâm phân biệt thì thiên hạ thái bình không phân biệt, không chấp trước, không hoài nghi. Ở trên đạo Bồ Đề, liền thuận bườm xuôi gió. Tại vì sao bạn không thể cùng ở chung với mọi người? Bởi vì phân biệt. Từ phân biệt khởi lên chấp trước, Do chấp trước mà không thể bao dung Liền xảy ra đấu tranh Đấu tranh liền tạo tội nghiệp Tội nghiệp chiêu cảm ra Là khổ báo của ba đường Đây không phải là tự làm tự chịu hay sao Nếu như dùng tâm thanh tịnh để đối đãi, Không có phân biệt Cho nên họ không có vọng tưởng Họ không có chấp trước Ai làm đến được Trước khi Phật Pháp chưa đến Trung Quốc Trung Quốc có một người làm được Làm được rất viên mãn Vua Thuấn làm đến được Cho nên nhị thập tứ hiếu Vua Thuấn được xếp hàng thứ nhất Ông là Đại Hiếu Viên mãn ông hiểu được hiếu ông hành hiếu ông tận hiếu đây là tấm gương tốt nhất của người tu hành chúng ta chư phật như lai tư cách của các ngài đại thuấn giống như vậy chúng ta từ trong ghi chép của lịch sử đều biết được cha mẹ của vua thuấn anh em của thuấn là cực đoan bất thiện thậm chí mỗi giờ mỗi phút đều muốn hại chết ông thế nhưng ở ngay trong mắt của thuấn cha mẹ của ông anh em của ông chính là chư phật như lai thuần thiện vô ác cái quan niệm này làm sao sanh ra không có tâm phân biệt mà sanh ra ông không có phân biệt tâm thuần hiếu thuần hiếu chính là thuần là tâm thiện thuần là tâm yêu thương thuần là tâm phục vụ đại sư huệ đăng trong đàn kinh nói với chúng ta nếu là người chân chính tu hành thì không thấy lỗi thế gian chính là cái ý này tất cả chúng sanh đều không có lỗi lầm không hề có đích thực không có lỗi lầm nếu bạn cho rằng họ có lỗi lầm chúng ta chính mình đã thấy sai rồi đã thấy lệch cho nên bạn phải thật có trí tuệ để quan sát họ làm gì có lỗi lầm những hành vi đó của họ không phải tùy thuận pháp tánh chính là tùy thuận phiền não Pháp tánh cùng phiền não là một không phải hai Chỗ này trên kinh mọi người thường đọc Phiền não tức bồ đề Bồ đề tức phiền não Một niệm giác Phiền não chính là bồ đề Một niệm mê Bồ đề liền thành phiền não Họ là giác là mê Là thị hiện cho chúng ta xem là giúp chúng ta thành tựu chúng ta. Họ có lỗi lầm gì chứ? Chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này. Ở trên đạo là đi làm. Đây là đạo bồ đề chân thật. Đây là 53 tham học của Kinh Hoa Nghiêm, thiền tài đồng tử làm được. Cho nên thiện tài đồng tử một đời thành Phật Không cần đợi đến đời thứ hai Chúng ta phải bắt trước thiện tài đồng tử Học tập thiện tài đồng tử Chúng ta ở ngay trong một đời này nhất định thành Phật Giảng sanh thành Phật Không giảng sanh cũng thành Phật tôi cùng với mọi người mỗi câu nói đều là chân thật cho nên ngay hiện tại chúng ta phải làm là diễn ly phân biệt chư căng tịch tịnh phật ở ngay chỗ này dạy bảo chúng ta chúng ta phải thật làm ngày nay chúng ta sở dĩ không thể thành phật chính là kinh chỉ đọc thôi chỉ nghe thôi đó là trên kinh nói không liên quan gì với ta vậy thì không còn cách nào chúng ta đọc được chúng ta nghe nhất định có quan hệ với chúng ta ta nghe hiểu rồi tường tận rồi ta nhất định phải làm theo các vị phải nên biết phân biệt là quyết định sai lầm không phân biệt quyết định chính xác chư phật bồ tát không phân biệt đại thánh đại hiền không phân biệt họ ứng phó với tất cả đại chúng hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức hằng thuận cái gì thuận phân biệt của chúng ta mà phân biệt chính mình không có phân biệt thuận chấp trước của chúng sanh mà chấp trước chính mình không có chấp trước cho nên mới có thể viên mãn đạo bồ đề ngày nay chúng ta phiền não ở chỗ nào vậy phiền não chính là chính mình thật có phân biệt thật có chấp trước vậy thì phiền phức rồi không đem phân biệt chấp trước của chính mình buông xả xả bỏ đi phật dạy chúng ta buông xả là buông xả những thứ này buông bỏ dòng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình không phải buông bỏ người khác người khác thì sao người khác phải tùy thuận, tùy thuận dòng tưởng phân biệt chấp trước của người khác buông bỏ dòng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình. đây là trong tùy thuận, thì là thành tựu công đức rồi. trong tùy hỷ có công đức, thành tựu định huệ của chính mình. tại vì sao phải tùy thuận? không tùy thuận chúng ta cảnh giới tu của chính mình không thể nâng cao tùy thuận cảnh giới không khởi tham ái tại vì sao không khởi tham ái chính mình không có vọng tưởng phân biệt chấp trước cho nên họ không khởi tham ái cảnh giới của bạn nâng lên trên cao tùy thuận nghịch duyên ác cảnh Không khởi sân hận Tại vì sao không khởi sân hận Chính mình không có phân biệt chấp trước Lại đưa cảnh giới của chính mình nâng lên cao Các vị xem thấy thiền tài tham phỏng 53 vị thiền tri thức Mỗi lần thăm viếng một người Cảnh giới liền nâng lên trên một tầng đức dân tỳ kheo là sơ trụ hải dân tỳ kheo là nhị trụ diệu trụ tỳ kheo là tam trụ mỗi lần tham phỏng một người chính mình liền nâng cao một giai cấp năm mươi ba tham học viên mã ngày thành phật rồi đây gọi là tinh tấn ngày nay chúng ta tu học không thể ngày ngày nâng cao cảnh giới của chính mình cái nguyên nhân này do đâu ngày ngày nâng cao không làm được mỗi tháng nâng cao phải nên có thực tế mà nói những người chúng ta mỗi tháng nâng cao phải nên có thể làm đến được. Có thể mỗi tháng nâng cao cảnh giới của chính mình, tu học của bạn có niềm vui. Chân thật thường sanh tâm hoan hỷ, cho nên Pháp hỷ sung mãn. Phải có thể làm đến được phải có thể thực tiễn phân biệt chấp trước không xả thì không được cái thứ này là chướng ngại lớn chúng ta chính mình phải khẳng định chính mình là phạm phu phiền não tập khí từ vô thị kiếp đến nay chưa đoạn đây là lời thật ở trong cảnh giới này chúng ta muốn công phu của chính mình có lực chỉ có một phương pháp y giáo phụng hành phật dạy chúng ta buông xả không buông xả được cũng phải buông xả đây chính là khắc phục phiền não tập khí của chính mình nếu như vẫn là y theo tùy thuận phiền não tập khí của chính mình thì thì bạn không còn cách nào. Công phu của bạn nhất định sẽ không tiến bộ. Không những sẽ không tiến bộ, bạn còn sẽ thói lui. Cho nên nếu muốn công phu tiến bộ, khắc phục phiền đảo tập khí của chính mình, đem thị hiếu của bạn bỏ đi. Đem cái tham ái của bạn bỏ đi bạn ưa thích bất cứ thứ gì thì phải đem cái ưa thích đó xả bỏ người học phật ưa thích tượng phật tượng phật cũng xả bỏ vì sao vậy xem thấy tượng phật đó khởi tâm tham có rất nhiều người cúng dường tượng phật cúng dường đồ cổ đó là bảo vật họ ở ngay nơi đó xanh cái tâm tham họ cho rằng giá trị đó rất cao thậm chí khi có người đến thăm viếng đạo tràng của họ thì họ đem giấu đi từ phật đó không để cho người khác xem chỉ có bạn thân mới được xem một chút đây là bao nhiêu niên đại mấy trăm năm mấy ngàn năm những bảo bối đó mang ra cho ta xem sau khi ta thấy rồi sau khi ta thấy rồi cũng gật gật đầu Họ có thành tựu hay không? Không thể có thành tựu. Tương lai họ chết đi về đâu vậy? Khi chết rồi, đi vào trong cái tượng Phật đó. Trong tượng Phật đó là rỗng, chuột ở trong đó làm ổ. Họ sẽ vào ở trong đó. Nếu tượng Phật bằng gỗ, trong gỗ thì có con mọt. Họ biến thành con mọt. Vì sao vậy? Do tham ái. Không buông được. ưa thích Phật Kinh, trong Phật Kinh cũng sẽ sinh ra bọt. Tương lai sau khi chết biến thành kiến, biến thành gián, biến thành những thứ này, mỗi ngày dây quanh ưa thích những thứ này. Rất đáng sợ. Cho nên ái dục, nếu không đoạn mà nói, Rất lấy phiền não, hòa hại, vô cùng. Nếu bạn giác ngộ Cho nên chúng ta cúng dường tượng Phật Nên cúng một tượng Phật rất thông thường Tượng Phật không đến một xu Tốt nhất thờ cúng nơi đó Không có người nào muốn lấy Bạn nói xem thật thoải mái Thật tự tại Làm gì mà lo lắng bất an đến như vậy Cho nên phàm là tất cả đồ vật quý trọng Người ta cúng dường tôi Hiện tại tôi đều cúng dường hết Tương lai ở nơi đây Chúng ta có phòng trưng bày thì chúng ta đem đến nơi đó ta chính mình không cần xem cũng không cần xem bày ra cúng dường cho một số người khác tham quan không có thứ nào là chính mình ưa thích vậy thì tốt mọi thứ đều buông xả tâm của bạn mới thanh tịnh an lạc. Mới tràn đầy trí tuệ, Ngài Huệ đang nói, thường sanh trí tuệ, thanh tịnh an vui thì thường sanh trí tuệ. Tâm của bạn không thanh tịnh, không an vui, bạn thường sanh phiền não, Bạn làm sao có thể thường sanh trí tuệ? Trong đoạn kinh văn then chốt cây chỗ này chính là diễn ly phân biệt chư can tịch tịnh. Hiện tại phải nên học Nhất định không thể nói Thế giới Tây Phương cực lạc tốt Đến nơi đó mới diễn ly phân biệt Chư căn tịch tình Tốt rồi Thế giới Tây Phương cực lạc không thể đi Không thể giảng sanh Đó vẫn không phải là uổng phí Hiện tại Toàn tâm toàn lực mà làm làm một phần có một phần thọ dụng Làm hai phần thì có hai phần thọ dụng Cái thọ dụng này là gì? Sinh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc Phẩm gì không cao Bạn làm được càng nhiều Thì bạn giảng sanh phẩm gì càng cao Bạn hoàn toàn không làm Phật rất từ bi Muốn tiếp bạn giảng sanh Thế giới Tây Phương Cực Lạc Không có chỗ ngồi cho bạn Phẩm gì hạ hạ phẩm cũng không được Mà vẫn là quan uổng Luôn phải làm được một phần Là một phần hạ phẩm hạ sanh Vẫn có một chỗ ngồi Không thể nói không làm chút nào Người đồng tâm này Tâm đồng lý này Cõi này phương khác Đại khái đều gần như nhau Cho nên chúng ta phải thông đạt Những nhân tình thế cố này không thể một chút cũng không làm. Phải nên phấn đấu chăm chỉ nỗ lực mà làm. Tranh thủ phẩm vị cao. Diễn ly phân biệt Ngày trước Lão cư sĩ Lý nói Đây chính là Nhà Phật đã nói Giới cộng định chư căn tịch tịnh trong đây chính là định công giới cách nói này ý nghĩa cũng tốt tam học là viên dung tuy có thứ lớp trong thứ lớp có viên dung Viên dung không ngại thứ lớp Thứ lớp không ngại viên dung Chính là giáo nghĩa của Hoa Nghiêm thứ lớp viên dung đồng thời cùng làm viên giải viên tu viên chứng đây là người học phật căng tánh viên đốn chúng ta học kinh hoa nghiêm học kinh vô lượng thọ thực tế mà nói đây là bồi dưỡng giáo học căng tánh viên đốn tốt nhất hy vọng các vị đồng tu đọc nhiều nghe nhiều có nghi phải hỏi có chỗ nghi hoặc nhất định phải hỏi vì sao vậy đoạn nghi mới có thể sanh tính đoạn nghi mới có thể diên giải cổ đức cũng thường nói chư pháp thật tướng chúng ta đem nó đổi một câu nói chân tướng của vũ trụ nhân sanh chân tướng dáng vẻ ra sao vậy Trên Kinh Kim Cang Phật nói Tất cả Pháp hữu nhi như mộng huyễn bào ảnh Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật nói thật tướng các Pháp với chúng ta Lại nói như lộ cũng như điện Cũng là thật tướng các Pháp Mộng huyễn bào ảnh ở trong sự tướng thì nói Ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng Mộng huyễn bao ảnh Như lộ cũng như điện Là nói thọ giả tướng Thọ giả tướng như lộ như điện Câu kệ này chính là giải thích bốn tướng bốn tướng là tất cả pháp tướng thế xuất thế gian. bạn chân thật thông đạt tường tận rồi thì bạn làm sao phân biệt thì bạn làm sao chấp trước. vì sao vậy tất cả tướng này là hư vọng phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng đây mới là chân thật nhận biết thật tướng chân thật tường tận cho nên thuần cảnh nghịch cảnh thiện duyên ác duyên đều là mộng huyễn bào ảnh tại vì sao chư phật bồ tát người giác ngộ các ngài ở trong cảnh giới này vĩnh viễn các căn tịch tịnh. Chính là đối với những cảnh giới tướng này, vĩnh viễn không khởi tâm, không đồng niệm, không phân biệt, không chấp trước. Tôi nói bốn câu này. Không khởi tâm, không đồng niệm là các căn tịch tịnh, không phân biệt, không chấp trước là diễn ly phân biệt. Chúng ta phải chân thật đi làm, chân thật đi làm. Trong đây thọ dụng vô cùng Học tập như vậy Nỗ lực tinh tấn như vậy Phía sau nói Nhược bất quyết định thành đẳng chánh giác Chứng đại niết bàn giả Thì Phật bất thụ chánh giác nguyên văn này chúng ta phải tỉ mỉ xem cho rõ ràng không nên đến lúc niệm phật niệm cả đời không thể giảng sanh đến sau cùng trách a di đà phật nói mà không giữ lời bạn không nên trách lầm a di đà phật A-di-đà Phật Lời của Phật nói được rất rõ ràng Chúng ta không thể nhìn sai Không thể thấy sai Không thể hiểu lầm Xanh ngã quốc giả Diễn ly phân biệt Chư căn tịch tịnh Đây chính là điều kiện giảng sanh Diễn ly tịch tịnh Đích thực có trình độ không như nhau đó là công phu cá nhân không đồng nhau đây là giảng sanh thế giới cực lạc phẩm vị có khác biệt thế nhưng chỉ cần giảng sanh quyết định thành đẳng chánh giác quyết định chứng được phật quả viên mãn a di đà phật đưa ra cái bạo chứng này cho chúng ta chúng ta phải nhận biết rõ ràng, phải chăm chỉ nỗ lực cầu sanh Tây phương Tịnh độ. Đại sư Thiện Đạo giảng 48 nguyện. Ngày đói, định thành chánh giác nguyện. Quang minh vô lượng nguyện thọ mạng vô lượng nguyện chư phật tán tháng nguyện và thập niệm tất sanh nguyện năm cái nguyện này là chân thật nguyện của a di đà phật phía sau quang minh vô lượng thọ mạng vô lượng chư phật tán tháng đây là liên kết lại Chính là 13, 14, 15 phía sau Thập niệm ác sanh là nguyện thứ 18 Đây là trung tâm của 48 nguyện Đây là nguyện thứ nhất ngay trong năm nguyện do đây có thể biết không chỉ a di đà phật tất cả chư phật như lai chỉ có một tâm nguyện hy vọng tất cả chúng sanh sớm ngày thành phật nguyện tâm của phật là như vậy ngôn hành của phật liền thực tiễn cái nguyện vọng này phật gì chúng sanh nói pháp phật gì chúng sanh làm mô phạm khuyên bảo tất cả chúng sanh sớm một ngày hồi đầu sớm một ngày giác ngộ sớm một ngày làm phật chúng ta có thể thể hội được hay không chúng ta mắc nhìn chúng sanh hiện tại không nên nhìn đại chúng thông thường chúng ta quay đầu nhìn lại xem đồng tu học phật chúng ta đồng tu học phật nhìn đồng tu xuất gia Đồng tu xuất gia lại xem là chính bản thân mình Chúng ta Đối với danh vọng lời dưỡng Năm dục sáu trần Có buông xả hay chưa? vẫn cứ là tham luyến nghiêm trọng mỗi ngày nghĩ đến cái gì nghĩ đến những thứ này phân biệt những thứ này chấp trước những thứ này làm sao mà có thể có được thành tựu hôm qua Đồng tu chúng nam của lớp bồi dưỡng chúng ta Dọn đến lầu 2 của Đỗ Thị Từ Đường Nơi cửa lớn của họ Tiên nhân trưởng lại nở hoa Khánh chúc các vị an vui bất tận Các vị đều là thiên nhân sư của tương lai cho nên những thần hoa này Đến cúng dường Mỗi một đóa hoa Đều có một thần hoa Các vị có thấy hay không? Có người xem thấy nói với tôi Trong hoa có tiên tử Họ đến cúng dường các vị Sau khi các vị thấy rồi Các vị phải phát tâm không nên cô phụ nguyện vọng của họ người người đều phát tâm đương nhiên trong các vị quyết định sẽ có một hai người nếu không mà nói họ cúng dường ai quyết định có một hai người thế nhưng hy vọng các vị mỗi một người tương lai đều là làm thầy làm tổ thần hoa này liền hoan hỷ loại hoa đó mỗi lần nở đều có ý nghĩa đều không phải là vô duyên vô cớ mà nở buổi tối hôm qua tôi thấy đã nở rồi các vị cũng có nguyện hy vọng chánh pháp trường tồn rộng độ chúng sanh. Chánh pháp làm thế nào có thể trường tồn? Có người chân thật y giáo tu hành. Chánh pháp mới có thể trường tồn. Y giáo tu hành Câu nói này không đơn giản Ở trên kinh Phật dạy chúng ta như thế nào? Tuy là năm xưa Phật răng dạy hoàn cảnh của ba ngàn năm trước Ngày nay ba ngàn năm sau Hoàn cảnh đời sống của chúng ta Hoàn toàn không giống nhau Tất cả đại chúng trong xã hội Quan niệm tư tưởng cũng không hoàn toàn giống nhau Thế nhưng Những nguyên lý nguyên tắc đó của Phật Chúng ta phải nên hiểu tinh thần của phật chúng ta phải thấu hiểu nguyên lý nguyên tắc không thể thay đổi phương thức đời sống có thể thay đổi tinh thần thì không thể thay đổi phật đối với tất cả đời sống vật chất không có tham luyến chúng ta nghĩ xem chúng ta có hay không Phật đối với tất cả vật, tôi thường nói tất cả người sự vật quyết định không có ý niệm chiếm hữu. Chúng ta có hay không? Đây đều là tổng nguyên tắc. Bao gồm hết nguyên lý nguyên tắc phật chỉ là một cái tâm thuần túy lợi ích chúng sanh chúng ta có hay không các ngài đều có thể làm được chúng ta có làm được hay không nơi nơi giúp đỡ người khác giúp đỡ người khác cái gì giúp đỡ người khác giác ngộ giúp đỡ người khác quay đầu Chúng ta phải làm ra tấm gương cho người khác xem Để người ta xem thấy kiểu dáng này Thì mới có thể quay đầu Nếu như kiểu dáng của chúng ta Cũng giống như người mê hoặc điên đảo Như đại chúng trong xã hội Thì làm sao quay đầu Có quay đầu thế nào cũng phải ở trong sáu cõi Cũng không cách nào thoát khỏi ba đường ác đời sống của phật đơn giản chúng ta ghi nhớ cái nguyên tắc này trải qua đời sống thông thường đơn giản nhất vậy thì đúng phật năm xưa ở đời ba y một bát đây là đời sống rất đơn giản chúng ta ngày nay học Phật ở thời đại này. Ngay trong hoàn cảnh đời sống của chúng ta, ba y một bát quyết định không đủ dùng. Phải nhiều hơn một chút. Nhiều hơn đủ để chúng ta sống được thì được rồi, không thể quá nhiều, quá nhiều thì sai. Quá nhiều phải xả. Phải bố thí phải cúng dường. Phải hiểu được cái đạo lý này. Quyết định không thể thêm lớn lòng tham. Chân thật đem tham sân si bạn buông xả đây là dạy bảo người thế gian tại vì sao chúng ta phải làm như vậy làm để cho người khác xem hy vọng sau khi người khác xem thấy có chỗ lĩnh ngộ họ cũng có thể buông xả chúng ta chính mình mọi thứ biểu hiện đều không thể buông xả thì làm sao bảo người khác buông xả tuy là trên kinh nói bảo người ta buông xả người ta nghe rồi không phục Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa giảng kinh nói Pháp Vì sao người ta tin tưởng Phật làm được rồi Nói được làm được Cho nên người khác nghe rồi bội phục Ngày nay chúng ta nói với người ta Người ta không phục Vì không làm được Lúc trước thời đại đó Các ngày dưới gốc cây ngủ một đêm ngày nay chúng ta làm không được khắp nơi hóa duyên xây một đạo tràng xây được cung điện hoa lệ ai ở chính mình ở sau khi tín đồ thấy rồi không phục tín đồ nói tôi cả đời khổ cực làm việc chỉ ở một nơi nhà nhỏ các người không làm mà có hưởng ở được phòng tóc đến như vậy tôi nghe tín đồ nói qua ngay trước mặt tôi họ không phục tuy không phục họ vẫn chịu ra tiền đây là việc lạ chúng ta thường hay nghe được rất nhiều âm thanh phản đối là việc tốt. Có thể nhắc nhở cảnh giác chính mình. Cung cấp cho chúng ta làm tham khảo. Chúng ta phải nên tránh. Cư sĩ Giang Dị nông ở trong kinh Kim Cang giảng nghĩa cho người xuất gia chúng ta một kiến nghị. Hy vọng người xuất gia thảy đều hồi phục chế độ khất thực Phật Pháp liền sẽ hưng dượng Khất thực không nên sợ sinh không được Xin không được Phật Bồ Tát sẽ thị hiện đến cúng dường bạn Hư dân lão hòa thượng niên phổ Các vị xem thấy Hương dân lão hòa thượng lúc đó bãi sơn Ba bước bột lại Khi đi đến núi sâu Không có một bóng người Bị bệnh đói khát Nước cũng không tìm được để uống Ngay giữa lúc này Lúc khó khăn thì Bồ Tát Thị hiện Bồ Tát văn thù Thị hiện thành một người ăn mại Gặp được Ngài trên đường Nhìn thấy Ngài không có nước uống Chính Bồ Tát ban nước uống cúng dường cho Ngài Cúng dường luôn cơm đã xin được của mình cho Ngài Chia cho Ngài ăn Tự nhiên có Phật Bồ Tát chăm sóc Vì vậy Nước chỉ cần hết khác là đủ rồi cơm chỉ cần trừ đói là đủ rồi không cần cầu kỳ cầu kỳ liền khởi tâm tham nhất định phải ăn như thế này phải ăn như thế nọ thế là bạn lại có phân biệt lại có chấp trước lại có vọng tưởng rồi vọng tưởng phân biệt chấp trước lập tức hiện tiền ngay Lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước là Phật Bồ Tát khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước lập tức liền đọa lạc ngay. Cái ý niệm Phật Bồ Tát mới vừa khởi, niệm thứ hai lập tức đọa lạc rồi, cho nên không dùng được. Chúng ta phải đề cao cảnh giác ở ngay chỗ này. Luôn luôn đề cao cảnh giác. Đề cao cảnh giác mọi nơi, mỗi niệm đề cao cảnh giác thì chúng ta một đời này mới có hy vọng từng giây từng phút phải nhớ kỹ nhìn thấu buông xả cái tâm đó vừa đồng niệm muốn nghĩ thế này thế kia chúng ta lại không có nhìn thấu lại không buông bỏ được nhìn không thấu buông không được thì vĩnh viễn ở ngoài cửa phật chưa vào cửa, chưa nhập môn. Cho nên niệm Phật cũng không thể giảng sanh. Thật sự muốn giảng sanh, vẫn phải cần nhìn thấu buông xả, thật thà niệm Phật. Thì người này mới có thể thật sự giảng sanh. Niệm niệm vì người khác. Dứt khoát không nên có một niệm gì bản thân. Bản thân niệm niệm phải làm tấm gương tốt cho người khác. Phật dạy chúng ta thọ trì, thọ trì chính là y giáo phụng hành. Tu hành như giáo. Đọc tụng kinh mỗi ngày phải niệm. Hội trưởng lý ở đây hộ trì Phật pháp, quản lý cái đạo tràng này ông không hề thói tâm ông hằng ngày đọc kinh vô lượng thọ tâm hành tương ưng vậy mới được phật a di đà phật chư phật như lai hộ niệm long thiên thiện thần phù hộ ông nghĩ gì ai vậy vì đạo tràng này vì đại chúng đồng tu chúng ta không phải vì bản thân ông vì bản thân ông thì chắc chắn không có sự cảm ứng thù thắng như vậy vì chúng sanh sống là vì chúng sanh mà sống chết cũng vì chúng sanh mà chết đều là làm nên tấm gương tu học đẹp nhất cái tâm này vĩnh viễn thanh tịnh các căn tịch tịnh vĩnh viễn giữ thanh tịnh lìa phân biệt chính là bình đẳng thanh tịnh bình đẳng đó là giác ngộ điều này chúng ta phải nhớ kỹ phải cố gắng học tập như vậy mới có thể được phật ở đây bảo chứng chúng ta chắc chắn giảng sanh sanh đến tình độ quyết định thành phật chúng ta phải tường tận phải thấu suốt công phu sở dĩ không được có lực hiểu không được thấu triệt không nỗ lực mà làm tập khí phiền não xuất hiện mọi lúc nó vẫn là đang làm chủ tùy thuận tập khí phiền não trải qua ngày tháng thì khó cho nên chúng ta phải làm cuộc chuyển đổi lớn khắc phục khó khăn lớn nhất của chính mình. Khắc kỷ, tác thánh. Không tùy thuận phiền não tập khí của chính mình. Trái ngược lại với đó. Chúng ta liền thành công. Vẫn cứ tùy thuận phiền não tập khí thì khó. Khắc phục từng chút từng chút Thí dụ Chúng ta ăn cơm Có một số khẩu vị không hợp với chính mình Khởi lên cái ý niệm này Chính mình lập tức nghĩ đến thì sai rồi Ta lại đọa lạc Hiện tại thức ăn của cư sĩ Lâm không tệ Hơn 10 món ăn Không thích ăn thì bạn có thể không ăn Thích ăn thì ăn nhiều một chút Chính mình có thể chọn thích ni phật năm xưa khất thực không có cơ hội chọn người ta cho mình thứ gì thì ăn thứ đó ngày nay chúng ta thường đến cư sĩ lâm mỗi ngày đều đến cư sĩ lâm để khất thực món ăn của cư sĩ lâm ngon có thể lựa có thể chọn bạn thấy phật bồ tát ra ngoài khất thực a la hán ra ngoài khất thực không có lựa chọn phật bồ tát đủ từ bi đối với chúng ta xích độ mở rộng có thể cho chúng ta lựa chọn thế nhưng không nên ở trong những món ăn này mà lựa chọn vậy thì sai rồi vậy thì thật quá đáng rồi tu hành ở chỗ nào mà tu tu ngay trong đời sống liệt khỏi đời sống bằng đến nơi nào mà thu chúng ta mặc áo ăn cơm sử dụng chỉ cần vừa đủ là được rồi không nên đi chọn lựa quá đáng phải hiểu được cái đạo lý này phải biết tích phước phải biết Những đồng tu tại gia này Đối với tứ sự Cúng dường của chúng ta Đến thì không dễ Không nên cho rằng Tiền tài mà chúng ta có được Là dễ dàng Bạn phải biết họ có được là không dễ Chúng ta phải vì họ tích phước Phải vì họ tiết phước Quyết định không được lãng phí Quyết định không được dùng sai Nếu bạn lãng phí Dùng sai Tội lỗi rất nặng Mọi người đọc Kinh Địa Tạng Cũng là hàm hồ qua loa Chỉ mơ hồ mà đọc qua Chân thật tỉ mỉ và độc tụng Tùy gian nhập quán Bạn liệt biết được nhân quả là đáng sợ Quyết định không dám Không tích phước Bạn thấy Đại sư Ấn Quang Cả đời Tiết kiệm tích phước Là một tấm gương tốt nhất Cho người hiện đại của chúng ta Chúng ta xem thấy Ở trong truyền ký Xem thấy Trong văn sao Có rất nhiều người Viết có liên quan Đại sư Ấn Quang Chúng ta xem thấy Đại sư Ấn Quang cả đời Chân thành Đối nhân sự thế tiếp vật Một chút hư quỷ cũng không có Khi nói chuyện với người mỗi câu nói chân thành không hề định người xem thấy bạn làm được đúng thì tán thán bạn xem thấy bạn làm có sai lầm quở trách bạn đều là giáo huấn cũng có người làm không đúng ngài không nói một câu nào đó là nguyên nhân gì lão hòa thượng có học vấn có tu dưỡng nói rồi mà bạn chịu sửa tôi nói cho bạn nghe nói rồi không chịu sửa thì không nói vì sao vậy nói rồi mà bạn không chịu sửa nói ra là lỗi lầm họ chính mình sai rồi nói rồi chịu sửa mà bạn không nói thì bạn sai rồi cho nên nói chuyện những lời nào nên nói những lời nào không nên nói nhất định phải hiểu được. Chịu cải sửa, người chân thật tu hành, bà không giúp cho họ, thì bạn có lỗi với họ. Không chịu sửa lỗi, không chịu tu hành, không ác nào không làm. Nếu bạn nói với họ, thì bạn kết quán thù với họ. Tương lai họ muốn báo thù bạn, đời đời kiếp kiếp kết quán sâu dày với bạn, vậy thì bạn hà tất phải trước lấy cái việc phức này. Các tổ sư đại đức có trí tuệ chân thật, Đáng nói nên nói Không đáng nói thì mỉm cười Không nói bạc Họ không có tâm thiên lệch Họ chân thật gọi là tùy hỷ công đức Cho nên tùy hỷ phải có trí tuệ Không có trí tuệ không thể làm được việc này Có trí tuệ chân thật Có thiện xảo Tùy hỷ thành tựu vô lượng vô biên công đức không luận là thuận cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên, ác duyên Đều là thành tựu công đức Không có trí tuệ, không có thiện xảo Cái tùy thuận đó luôn luôn sẽ rước lấy Họa hại rất lớn Cho nên học Phật then chốt vẫn là phải có trí tuệ Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết Chúng ta chỉ học đến đây thôi A Di Đà Phật. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ. Địa chỉ email vọng tay cư sĩ a gmail.com. Người đọc hạnh quang phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiền chân thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sinh đều tính niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ân nặng dưới cứu cổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật